Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley Chém Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị có khỏe không? Quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay trở lại, Haley tiếp tục trả lời hai câu hỏi của hai vị khán giả đã gửi cho Haley. Thì những câu hỏi của chị liên quan đến cuộc sống Mỹ, cuộc sống vợ Việt và chồng Mỹ, cũng giống như là quen những tìm hiểu và quen những anh chàng trai Tây trên mạng, trên online. Thì câu hỏi của chị đầu tiên có câu hỏi như thế này: vậy khi bạn gặp ông xã của bạn lần đầu tiên, cách thức liên lạc như thế nào? Bởi vì mỗi người mỗi cách, cho nên mình không phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật. Để cho mình rút ngắn thời gian tìm hiểu, rất mong bạn phản hồi cho mình. Cảm ơn bạn. Dạ, câu hỏi của chị rất là hay. Haley xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến Haley. Thì để Haley chia sẻ đến chị, cũng giống như quý vị khán giả đang quan tâm đến cái vấn đề quen những người đàn ông trên mạng nha. Thì khi mà Haley gặp ông xã của Haley đó, là ý của chị là gặp trên online hay là gặp ở bên ngoài? Vì gặp trên online là như thế này: Haley là người đầu tiên nói lời chào với ông xã của Haley. Nhưng lúc đó khi mà lướt trên cái web đó, thì Haley thấy anh có một cái ấn tượng là cười rất là tươi, cười rất là tự nhiên, cười rất là đẹp, có một tấm hình duy nhất thôi. Và khi Haley nhấp vô xem thì Haley thấy là cái hồ sơ này chỉ có đăng ký khoảng 1 tháng. Thì Haley nhắn tin và gửi lời chào. Thì khi mà Haley chào anh đó, rồi Haley thoát ra. Vì trong cái khoảng thời gian ban ngày ở bên Việt Nam mình đó, thì nó là ban đêm của Mỹ. Thì lúc mà mình rảnh thì mình lên mình dòm chút xíu rồi mình xuống, thì Mỹ là ban đêm, thành ra họ ngủ. Và Haley gửi lời chào với anh. Và sau đó 2 ngày sau, Haley mở lại trang web và Haley vô kiểm tra, vô xem, thì thấy anh trả lời lại. Và anh trả lời lại là: xin chào, bạn có khỏe không? Rất vui được gặp bạn. Và Haley cũng trả lời là: tôi cũng rất vui được gặp bạn. Và sau đó Haley cũng off. Rồi khoảng 2-3 ngày sau thì Haley tiếp tục mở, thì thấy anh vẫn trả lời. Và sau đó Haley chat thì anh trả lời liền. Lúc đó thì Haley trả lời anh và anh trả lời liên tục. Và sau đó anh nói rằng là anh rất là ấn tượng về những cái hình ảnh của Haley đã đăng lên, và nhìn Haley rất là dễ thương, một người phụ nữ Việt Nam rất là dễ thương. Thì Haley cảm ơn, giống như là mình lịch sự, mình nói lời cảm ơn, và tôi trong hình ảnh tôi chỉ vậy thôi chứ bên ngoài tôi không được như vậy thế này kia. Thì anh nói rằng tôi rất là muốn tiếp tục trò chuyện với bạn và muốn tìm hiểu bạn, nhưng rất là bất tiện khi chúng ta ở trên một cái website này. Nếu như bạn có một cái ứng dụng nào đó để chúng ta qua điện thoại thì nó có thể là dễ hơn. Thì lúc đó Haley không có một cái ứng dụng nào ngoài Facebook, nhưng anh nói là Facebook anh tìm không ra và Haley cũng tìm không ra anh. Thành ra là Haley nói là Haley có Zalo, lúc thời điểm đó có Zalo. Thì anh nói anh không biết Zalo. Thì sau đó Haley nói Haley không hoàn toàn biết, vì Haley có nick Yahoo. Thì anh nói anh không có Yahoo. Thì Haley nói rằng là vậy thôi chứ giờ Haley không biết, nếu mà có duyên thì gặp nhau ở trên đây thì chào hỏi nhau như vậy là tốt rồi. Thì sau đó anh tìm hiểu một cái ứng dụng, đó là ứng dụng WeChat, và anh kêu Haley là qua hôm sau Haley, anh nhắn tin và gửi cái ứng dụng đó cho Haley xem. Thì lúc đó Haley cài cái WeChat đó vô và anh cũng cài WeChat, và sau đó điện thoại nhắn tin bằng cái WeChat đó. Thì đến khi mà rủ qua điện thoại rồi đó, anh là người chủ động điện thoại cho Haley, anh là người chủ động chat tất cả mọi thứ. Và khi anh muốn thực sự nhìn gương mặt của Haley qua điện thoại để có giống là trong hình ảnh trên website hay không, thì anh chủ động gọi, thì Haley rất là e dè và rất là ngại. Và lúc đó Haley đã từ chối anh rất là nhiều lần, vì Haley nói rằng là tôi là một người phụ nữ rất là xấu, rất là nghèo, và tôi sống trong một cái căn nhà cũng không có được đẹp. Tôi lo lắng là khi bạn nhìn tôi bạn sẽ thất vọng. Thành ra tôi muốn giữ cái kỷ niệm này, tôi không có muốn là cho bạn nhìn thấy mặt tôi. Thì lúc đó anh không vui, anh nói rằng là không, khi tôi đã nhìn thấy những gương mặt của bạn rất là hiền từ và rất là đẹp, thì tôi thật sự muốn là tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ hay tôi đang nói chuyện với một người đàn ông. Đó là hãy cho tôi một cái sự chân thật để tôi tìm hiểu bạn. Thì lúc đó Haley nói rằng ok, để vào dịp khác. Thì khi vào ngày mai, khi Haley thức dậy luôn nhìn thấy những cái tin nhắn của anh, và khi anh đi ngủ
Đến giờ anh đi ngủ thì anh luôn gửi những cái tin nhắn chúc Haley một ngày tốt đẹp và làm việc thành công vậy đó. Rồi đến khi mà Haley rất là ấn tượng cái người đàn ông này quan tâm đến mình rất là nhiều trên cái app này, thì lúc đó Haley mới chấp nhận cho điện thoại. Thì khi điện thoại nhìn Haley thì anh rất là hài lòng và anh nói rằng tôi rất là tự hào về bạn. Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, người phụ nữ đàng hoàng, người phụ nữ biết lo xa, không có giống như những người phụ nữ mà tôi đã từng nói chuyện trước đây và họ rất là mạnh dạn cái này kia. Thì anh nói theo cái ý của anh, cái gì nghĩ của anh, và anh là người chủ động cho Haley. Và sau đó là tất cả mọi thứ, rồi chat, rồi điện thoại, giờ giấc này nọ kia là anh chủ động. Tất cả mọi thứ anh chủ động chứ Haley không chủ động. Và lúc đó Haley biết rằng là có lẽ anh này là người thật sự muốn tìm bạn và tìm vợ, và anh có lẽ có vẻ rất là đàng hoàng. Thì Haley tiếp tục nói chuyện trong nhiều tháng. Thì khi Haley nói chuyện với anh khoảng 5 tháng là anh xin phép được về Việt Nam gặp mặt Haley lần đầu tiên. Thì Haley nhìn thấy là ủa sao nó nhanh quá, có phải là như vậy không, rồi vậy vậy kia, nhiều cái suy nghĩ trong đầu của mình. Thì sau 5 tháng Haley nói ok cứ về, nhưng mà rồi lúc đó đó là anh hỏi rằng là khi mà tôi về đó là bạn có thể giúp tôi để thuê một cái khách sạn nào ở đó không. Thì Haley nói không, tôi chưa bao giờ tôi thuê khách sạn và tôi cũng không biết là phải thuê như thế nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra là không, vì Haley nghĩ rằng là anh đã về tới Việt Nam rồi thì anh phải biết đường anh làm gì, chứ không phải anh phải nhờ vả tôi, và tôi cũng không có đủ khả năng để tôi đáp ứng cho anh vì chuyện đó. Và Haley nói thẳng như vậy. Thì anh rất là tự hào khi mà một người phụ nữ Việt Nam mà nghe bạn trai của mình ở Mỹ về mà rất là dửng dưng và hờ hững mà rất là này nọ kia. Thì lúc đó Haley nghĩ rằng là nếu như mà anh đã về tới Việt Nam được rồi thì anh đi tới đâu luôn á, chứ ở đó mà thuê khách sạn này đầu kia. Và lúc đó thì Haley chưa biết là anh đã từng đi công tác rất là nhiều nước ở châu Á. Nhiều khi những lời nói của anh nói ra là nửa thật nửa đùa, hoặc là anh thử thách mình thì mình không biết. Cho nên thành ra là Haley nói rằng là nếu như về Việt Nam để nhìn thấy tôi, để được gặp tôi, gặp gỡ tôi lần đầu tiên để tìm hiểu, thì hãy đi thẳng về nhà tôi. Và lúc đó là khi mà anh nghe nói rằng là Haley kêu là đi thẳng về nhà tôi thì anh rất là vui mừng. Có thiệt không, có thiệt là khi tôi về Việt Nam là tôi sẽ được ở trong ngôi nhà của bạn này kia. Thì Haley nói được, vì bạn về Việt Nam vì tôi thì tôi phải tiếp đón bạn đàng hoàng. Và lúc đó đó quý vị, anh về thì về thẳng nhà Haley. Và lúc đó là trong 11 ngày sống với Haley ở trong căn nhà đó, là anh để ý Haley từng ly từng tí. Cái vấn đề là khi gặp nhau lần đầu tiên á, mà có quan hệ hay không, rồi ở trong nhà như thế nào với một người đàn ông Tây mà từ xưa đến giờ mình chưa có va chạm, chưa đụng chạm bao giờ, thì Haley cũng rất là lo. Nhưng mà khi nhìn thấy anh rồi đó, anh có một nụ cười rất là trìu mến và nhìn cái gương mặt rất là phúc hậu, và tất cả mọi thứ nhìn anh rất là hiền từ và chăm con Haley rất là tốt. Và lúc đó Haley nhìn thấy là có lẽ đây là một người thật sự đàng hoàng. Và khi Haley tìm hiểu về cuộc sống, cuộc đời của anh nhiều hơn, thì anh kể rất là nhiều thứ và nhiều tất cả mọi thứ. Thì đó là lần đầu tiên mà anh về Việt Nam gặp Haley. Và quý vị biết không, lần đầu tiên anh về Việt Nam gặp thì Haley không có nói cho gia đình Haley biết. Và Haley biết muốn là chắc chắn là cái người này thật sự là cái người tìm hiểu mình hay không, và mình cũng 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 có tình cảm, có ấn tượng hay không, thật sự là bạn trai của mình hay không, thì lúc đó mới nói. Thì thành ra là khi mà trong quá trình chung sống với Haley 11 ngày ở Việt Nam lần đầu tiên đó, thì rất là ân cần trìu mến và rất là gần gũi. Rồi thì khi anh trở về Mỹ sau 11 ngày thì quý vị biết không, anh nói rằng là anh rất là nhớ và anh rất là muốn là được ở lại lâu nhưng không được. Rồi anh nói rất là nhiều từ trên trời dưới đất, nhưng mà lúc đó Haley chỉ nghĩ rằng là đó là những cái lời nói gió bay, nhưng mà thật sự ra là đó là những cái lời nói chân thật của anh. Và khi mà anh về đó, anh trên cái đoạn đường trên máy bay từ chia tay Haley từ cổng vô trong á, thì anh khóc, anh quay qua anh khóc, và anh quay qua anh chào bye bye Haley mà anh khóc 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 như vậy nè quý vị. Thì Haley thấy là Haley cũng khóc theo luôn, vì tại sao mà tình cảm nó nặng, nó tràn trề như vậy, và khi anh đi là giống như một cái gì đó nó mất mát.
Và khi anh đi thì anh anh cũng anh đi á, thì anh nhìn lại hai mẹ con đứng chào anh á, thì anh đau lòng, anh xót rồi cũng khóc rồi cũng cũng tùm lum tà la hết. Rồi trong quá trình thời gian mà anh chờ để lên máy bay thì rất là nhiều tin nhắn, nhiều chat, điện thoại tùm lum. Rồi đến khi mà anh lên máy bay rồi á, anh nói với Harry lên máy bay anh không có wifi. À, và anh không có thể nhắn tin cho Haley được. Thì khi anh quá cảnh ở tới đó thì khi dừng lại thì anh sẽ gọi và liên lạc cho Haley. Thì mất khoảng bao nhiêu tiếng đó thì Haley chờ. Thì khi mà anh lên máy bay đó quý vị biết không, anh mua wifi, anh nói rằng là anh chat cho Haley được. Và Haley hỏi tại sao có wifi, anh nói anh mua 50 đô tiền wifi để anh được chat với Haley, được gặp Haley. Thì trong quá trình, trong suốt trên máy bay, từ máy bay đến sân bay quá cảnh, từ sân bay quá cảnh đến sân bay về Mỹ là anh chat với Haley hoàn toàn. Và anh mua hai lần wifi là 100 đồng thì để chat với Haley, để giữ liên lạc và chat với Haley. Và sau đó khi anh về Mỹ, anh là người chủ động tất cả mọi thứ, sắp xếp lại cái cuộc sống cũng giống như cách sinh hoạt, cách sống của hai mẹ con. Thì lúc đó anh mới 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 yêu cầu Haley là nhận sự giúp đỡ, vì bạn là người bạn gái của tôi mà tôi mong muốn được kết hôn với bạn, hãy cho tôi, hãy chờ tôi một thời gian để tôi sắp xếp công việc của tôi tại đây. Thì lúc đó là cái ấn tượng đầu tiên mà Haley ấn tượng đến đến ông xã của mình là anh lên máy bay mà anh còn dám bỏ tiền ra để mua wifi để liên lạc, giữ liên lạc với Haley trong quá trình anh bay về tới Mỹ. Và khi về tới Mỹ rồi là anh nói chuyện với cha mẹ anh xong, và anh gọi điện cho Haley là anh kể là anh vừa nói chuyện với ba mẹ anh xong, là anh có quen người phụ nữ Việt Nam này kia, anh đưa hình ảnh cho mẹ anh xem, rồi nói rất là nhiều về cái quá trình mà ở với Haley trong 11 ngày ở ở Việt Nam sau đó, thì kể hết cho ba mẹ nghe. Đó là cái ấn tượng đầu tiên mà Haley được ông xã của mình rất là nhiệt tình và thương mình đến cái mức đó. Đó là câu hỏi của chị, thì để Haley trả lời. Đúng là mỗi người một câu chuyện, mỗi người một kiểu khác nhau, không ai giống ai. Nhưng cái kiểu của Haley là được ông xã của mình chấm mình ngay từ đầu tiên, và anh là người sắp xếp cho cuộc sống của mình, và anh là người chủ động tất cả mọi thứ, đến cái vấn đề kết hôn luôn, anh là người chủ động. Thì như như chị nói rằng là để cho chị biết là mỗi người một 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 kiểu khác nhau, thành ra là nếu mà chị biết thì có thể là rút ngắn thời gian tìm hiểu thì rất là tốt. Nếu như mà chị thật sự hiểu về anh và anh thật sự rất là quý mến chị thì hãy rút ngắn thời gian. Nhưng trong thời điểm này là đại dịch thì nó mất hơn một năm, ở Mỹ khó khăn và ở Việt Nam cũng rất khó khăn, thì thành ra cái đường bay, đường đi về họ rất là khó. Nếu như anh chị có thời gian để tìm hiểu hơn, nhiều hơn, thì khi về Việt Nam thì mình có cái ấn tượng và cái đậm đà sâu sâu đậm hơn là việc là Haley, vì Haley có khoảng thời gian 5 tháng trò chuyện thôi, nhưng mà thời điểm đó là Haley đi làm rất là nhiều, chỉ có trả lời buổi sáng rồi buổi tối thì nhắn tin thôi, chứ không có thời gian nói chuyện suốt suốt, thành ra là ít rất là ít. Nhưng nếu anh chị có thời gian nhiều để trò chuyện thì nó rất là tốt, và nó tạo một cái ấn tượng sâu sắc trong cái tình yêu. Đó là cái mà Haley trả lời cho chị qua những cái kinh nghiệm của Haley đã gặp ông xã của mình. Thì Haley rất là cảm ơn chị. Và câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai của một chị hỏi rằng là chị cho em hỏi, nếu một người phụ nữ có hai con và hơi lớn tuổi thì có khả năng tìm được hạnh phúc mới không? Vì em thấy người nước ngoài lấy vợ thì trẻ hơn họ nhiều. Thì câu hỏi này rất là hay, nhưng mà đừng có bi quan quá, vì hạnh phúc và cái duyên số mỗi người có một cái kiểu khác nhau. Thì nếu như mà thật sự tìm cái người đó để kết hôn và người đó thật sự muốn tìm vợ Việt Nam thì một hay hai con không thành vấn đề, và người lớn tuổi thì họ cũng không thành vấn đề, vì Haley đã nhìn thấy rất là nhiều người phụ nữ họ bốn mấy, 40 mấy, gần 50, nhưng họ vẫn tìm được những anh xã của mình là 60, 65 tuổi. Nhưng khi mà chị hỏi là người phụ nữ có hai con và hơi lớn tuổi, thì hơi lớn tuổi ở đây là bao nhiêu tuổi Haley không biết. Thành ra là Haley đã được biết những người phụ nữ bốn mấy 50 họ vẫn có thể tìm được ông xã của mình là 60, 65. Thành ra là không vấn đề gì hết. Cái quan trọng là hai người có thật sự tìm hiểu để đi đến với nhau hay không.
Còn vấn đề một hay hai con nó không là quan trọng đối với họ nếu Nếu thật sự tình yêu của họ đến với nhau vì tình yêu và thương yêu nhau và hy sinh cho nhau thì một hay hai con nó không thành vấn đề gì. Còn nếu như mà anh xã mà làm hồ sơ cho người phụ nữ hơi lớn tuổi này, mà nếu như con của người phụ nữ này trên 21 tuổi thì không đi theo mẹ được, nhưng nếu dưới 21 tuổi thì có thể làm hồ sơ đi theo diện mẹ, đi theo con đi theo mẹ, mẹ được chồng bảo lãnh thì được. Còn nếu như mà những đứa con trên 21 tuổi thì không đi theo mẹ được, và sau khi mẹ qua tới Mỹ và mẹ có thẻ xanh thì mẹ có thẻ xanh 10 năm thì mẹ có thể mở hồ sơ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, hoặc chờ mẹ có quốc tịch bảo lãnh sẽ nhanh hơn. Thì đó là những cái câu hỏi, những cái câu trả lời của Haley, trả lời cho hai vị khán giả, cũng giống như Haley đã tâm sự những cái ấn tượng mà Haley đã gặp ông xã của mình. Cũng giống như là cách thức gặp ông xã của Haley và lần đầu tiên đó. Thì Hailey rất là cảm ơn tất cả những quý vị mà luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của gia đình Hailey. Và nếu quý vị có những cái câu hỏi nào mà liên quan đến cuộc sống và việc chồng Mỹ, cũng giống như những cái câu hỏi liên quan đến cuộc sống của Hailey và ông xã của Hailey như thế nào, thì Hailey sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Hailey đang có, cũng giống như là trong quá trình chung sống với ông xã mình xảy ra những mâu thuẫn gì và những cái hạnh phúc gì, Hailey sẵn sàng chia sẻ để cho những anh chị mới có chồng Mỹ, mới có cuộc sống Mỹ, cũng giống như chuẩn bị có cuộc sống Mỹ tại đất nước Mỹ, thì có thêm một chút kinh nghiệm để học hỏi và lắng nghe, để biết đâu mình có thể áp dụng cho cuộc sống của mình sau này. Vì trong cuộc đời của mỗi con người khi chung sống với vợ chồng, việc Mỹ hay việc Việt hay là việc với bất cứ một người nước ngoài nào, thì đương nhiên trong quá trình chung sống sẽ có va chạm chứ không phải không. Nhưng cái cách xử lý và cái cách mà mình đối nhân xử thế với ông xã của mình như thế nào để thứ nhất được sự yêu thương, tôn trọng, thứ hai là được giữ hạnh phúc gia đình. Đó là những gì mà Hailey thật sự chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay. Một lần nữa Hailey xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của gia đình Hailey. Kính mong quý vị hãy xem tiếp video vào ngày mai nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.